Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình cập nhật bạn về cái dự án ONX. Thứ nhất là về cái thẻ bí mật của ngày hôm nay để bạn nhận là 2.000 token ONX. Và thứ hai nữa về cái cách để bạn rút cái đồng ONX về trên app Onlus. Và cái cách nếu bạn muốn là nhận tham gia cái pool để mà nhận cái đồng MK của là dự án nhé. Thì trước tiên mình sẽ nói về cái cách rút cái đồng ONX. Thứ nhất thì ở trên cái app này các bạn nhìn thấy có một cái mục mới là mục ví đây. Thì sau khi bạn đăng nhập vào đây sẽ có cái bước cho mình thao tác mình kiểm tra nhé. Thứ nhất thì mình đã mở tài khoản Onlus này, thứ hai mình kết nối với tài khoản Onlus, và thứ ba mình xác minh danh tính, và thứ bốn thì mình sẽ có một cái nhiệm vụ là nạp một cái lần đầu khoảng độ là 50.000 VDC đấy. Thì mình tích được là mục số 4 nhé. Và khi các bạn làm xong những cái mục này thì bạn bấm chỗ kiểm tra nút đỏ đây sẽ có chỗ là hợp lệ. Nếu các bạn nhìn thấy hợp lệ như của mình đây thì các bạn quay lại cái mục là tab bên ngoài này thì các bạn sẽ nhìn thấy đấy, có một cái biểu tượng ví để các bạn bấm đấy, mình chọn số lượng mình rút về Onlus theo cái tài khoản mình đã là đăng ký liên kết với Telegram ở trên là Onlus. Không hiểu sao cái tài khoản của mình ấy thì nó bị lỗi từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, mình không nhận được cái logo, cái biểu tượng cái ví đây thì mình rút nhé. Còn cái cách rút ấy thì mình cũng hướng dẫn luôn cho bạn là trên cái kênh ở dự án thì cũng đã có cái bài hướng dẫn từ ngày hôm qua. Khi mà các bạn làm, đây là cái bài về hướng dẫn pool nhé. Đây là cái hướng dẫn về cái cách để các bạn rút này. Thì khi bạn đã là kiểm tra tất cả cái bước ở mục ví, quay lại cái mục tab mà mình đang đào, các bạn nhìn thấy cái chỗ là đây, cái logo này là các bạn bấm cái mục ví ở đây là bước 1 này, thì sẽ hiện lên cái mục cho các bạn là nhập số lượng muốn rút cái đồng ONX về Onlus. Thì bạn nhập số lượng đây và các bạn bấm vào chỗ rút này. Sau khi các bạn rút thì nó báo là rút thành công, thì về trên cái ví Onlus bạn cần để bật cái ví Onlus lên để nó hiện cái đồng ONX nhé. Không hiểu sao ở trên cái app của mình bị lỗi gì, mình đã nót lại khá nhiều lần nhưng mà tuy nhiên nó không hiện cái mục mà cái biểu tượng ví đây để mình tiến hành mình rút cái đồng ONX. Và trên cộng đồng thì thực tế là rất nhiều người đã rút thành công đồng ONX về ví. Còn cái tài khoản của mình thì kể cả cái nhiệm vụ này mình cũng đã làm hết, như là kết nối với ví tôn nhá, hay là cái mục farm này thì mình cũng đã khi mà hết một chu kỳ farm thì bạn nhớ là vào đây bạn nhận, bạn bấm lại cái chu kỳ farm. Cái mục farm này thì mình cũng đã nâng cấp lên đây, level 7 này, level 3, level 6, level 5 này, level 2 này, mình nâng cấp cái bot farm khá là nhiều ấy. Nhưng mà không hiểu sao thì cái mục mà bên ngoài để mà nhìn thấy cái biểu tượng ví để mà tiến hành rút thì nó không hiện ở trên tài khoản của mình. Mình đã thử cả trên điện thoại Android thì nó đều bị lỗi mục này. Tiếp theo nữa ấy, để mà hiện ở cái đồng ONX khi mà bạn rút về ví thì ở trên cái ví này các bạn vào cái mục dấu cộng ở đây, các bạn ghi cho mình cái ô tìm kiếm là ONX. Bạn nhìn thấy nếu mà các bạn chưa bật ấy, thì nó sẽ ợp như này, thì bạn bật như này có màu xanh như này thì mình đã bật cái đồng quay ấy. Thì khi bạn quay lại cái ví, các bạn kéo lên, các bạn sẽ nhìn thấy cái đồng ONX nó hiện đây, và cái đồng quay này thì lúc này các bạn có thể là làm vào những cái pool đây nhé. Ở đây là cái pool để mình nạp mà Onlus này, làm VDC hay là nạp USDT để mà nhận thưởng cái đồng ONX. Mà còn để truy cập vào cái pool để mà nạp đồng ONX để mà nhận cái đồng khay thì các bạn cần phải kéo lên, các bạn bấm vào chỗ mục là farming ở đây. Cái mục farm này thì các bạn kéo xuống, các bạn tìm đến cái mục là ONX. Các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là nạp ONX để mà nhận đồng MK. Và đây là cái pool mà cộng đồng ấy đang tham gia ở đây. Thì cái pool này kéo dài là 14 ngày nhé. Cái phần thưởng thì họ đã nạp trong pool là 869 triệu 136.734 ONX nạp vào trong cái pool này. Cái pool này nếu mình nạp càng sớm thì mình còn có lợi, còn nếu như mình nạp muộn quá ấy, thì cộng đồng đã nạp trước thì họ đã ăn chia là 120.000 đồng là MK. Còn nếu mình nạp muộn mình sẽ bị thiệt những cái ngày trước để mà claim. Thì không hiểu sao tài khoản của mình nó bị lỗi mặc dù là ở trong cái mục nhiệm vụ nhé. Các bạn kéo lên mục nhiệm vụ này, mình đã liên kết cái tài khoản mình đào đồng ONX với tài khoản app là Onlus, nhưng mà không hiểu sao ấy thì của mình nó bị lỗi nhé. Bạn nào mà chưa liên kết thì bạn chỉ cần bấm chỗ là liên kết tài khoản đây, nó sẽ mở lên cái sàn là Onlus như này thì sẽ hiện cái logo là mình liên kết cái app mình đang đào ấy với cái app là Onlus. Các bạn bấm vào kết nối đây
Thì cái này là do mình đã liên kết từ trước nên là nó thông báo là tài khoản đã từng liên kết, khám phá ngay cái app Honor. Thì mình đã làm hết tất cả các nhiệm vụ đây, nhưng mà cái mục mà tab này của mình thì nó lại không hiện cái logo rút cái đồng ONX ở trên cộng đồng. Thì thực tế là rất nhiều người đã rút thành công cái đồng ONX về trên ví. Thì khi bạn làm xong nhiệm vụ, các bạn quay lại mục tab, bạn nhìn thấy một cái logo nó hiện lên cái mục ví. Các bạn bấm vào đấy để mà các bạn tiến hành mình rút. Khi mà bạn rút buông tay cái thì nó về ngay ở trên app của là Honor. Và cái phần thẻ để mà các bạn nhận được 2.000 token ngày hôm nay thì bạn bấm cho mình là 3239239. Các bạn dừng lại, các bạn chờ khi mà tích xanh ở đây, các bạn bấm tiếp cho mình là 671671. Khi mà nó tích ở đây thì các bạn lại bấm tiếp cho mình là 267. Các bạn chờ một chút. Đó, như vậy mình đã ghép thành công thì nhận là 2.000 ONX trong ngày hôm nay. Các bạn bấm đây, các bạn nhận. Và nếu như bạn nào cũng gặp cái lỗi như mình mà không hiện cái mục ví để mình rút đây, mặc dù là đã làm hết tất cả cái nhiệm vụ bắt buộc ở đây, thì các bạn cũng comment bên dưới để mọi người cùng tham khảo và tìm ra cái cách để mà giải quyết vấn đề là không hiện cái mục ví để mà rút đồng ONX về trên Honor. Còn bây giờ mình xin là gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Mình xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.